À, bây giờ thầy chữa cho em cái bài tập trong cái tờ phiếu được phát hôm mùng 7 tháng 8 nhé. Bài tập về trigonometric function. Đấy. Cái này chỉ có một bài thôi đúng nhỉ? Đúng rồi. À, đầu bài là determine the property of function. Nhận biết các tính chất của các cái hàm số. Đối với trigonometric function thì chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta cần nhận biết domain là một này, range là hai này, đúng không? Time variables là ba này. Gì nữa nhỉ? À, event of a function, hàm chẵn hay là hàm lẻ, và yêu cầu nữa và draw the graph, vẽ cái đồ thị của các cái hàm số đã chẳng của các hàm số này. Chúng ta có các ý a để thầy nhìn lại cái phiếu bài tập hôm trước thầy phát cho em nhé. Nó là y bằng sin 2x rồi, có các ý gì nhỉ? A, B, C, D, E, F, G các ta lần lượt từ cái một. Với ý A này thì chúng ta có là trước hết là domain thì viết lời giải luôn nhé. Solution đầu tiên là domain x có thể nhận giá trị nào. Với y bằng sin 2x thì x nào mà chẳng được, thay vào được tất. Cho nên là x thuộc R hay là viết D bằng R thì cũng thế. Rồi, tiếp đến là range. Range sin của một góc bất kỳ thì nó nằm trong phạm vi từ trừ 1 cho đến 1. Cái đó chúng ta đã bàn luận rất là kỹ, quan sát rất là kỹ trong cái unit circle, trong cái vòng tròn đơn vị. Thế thì y của ta sẽ lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Đây này, y em viết cái kiểu hình thức có thể viết theo kiểu là thuộc cái đoạn từ trừ 1 trên 1 cũng được. Đấy là range. Rồi đến time variables thì đôi khi được gọi là vắn tắt là variables cũng thế. Viết tắt là chữ T bằng cái gì nhỉ? Hôm trước phần lý thuyết ta đã bàn luận rồi. Đối với y bằng sin của nx hay là sin của bx ấy, thì time variables sẽ bằng 2pi chia cho b. Vậy thì cái này là 2 vi chia cho gì? 2 vi chia cho 2 tức là bằng pi. Được chưa? Time variables. Rồi, xem là even number xin lỗi, thì khác nhầm thành number even function hay a function. Hàm chẵn hay hàm lẻ? Thì chúng ta nhớ này, fx có phải là sin của 2x thì luôn bằng trừ sin của trừ 2x, đúng không? Sin ta nhớ lại công thức là sin của alpha bằng trừ sin của trừ alpha. Cái thầy có được từ từ cái unit circle hôm trước chúng ta bàn luận đã kỹ. Nếu có quên thì em lại vẽ lại nhé. Thầy không vẽ lại nữa, được chưa? Điều này luôn luôn đúng. Tôi viết tất tần mọi cái giá trị x và trừ x thuộc cái domain. Có nghĩa là f tại x luôn bằng f trừ f tại trừ x. Vậy thì suy ra chúng ta được hàm gì? Function. Cái hàm đã cho là lẻ nhé. Đấy. Đây từ số 3. Cái phần bên này để ta làm tiếp cái IB. Ý B là y bằng, để thầy nhìn cái đầu bài nhé, 2 cút 3 thầy xin lỗi còn thiếu. Chúng ta còn làm cái động tác gì nữa nhỉ? Chúng ta cần phải động tác này, and draw the graph, vẽ cái graph của nó đấy. Thế muốn vẽ graph của nó thì chúng ta nhớ lại graph của cái, ta chưa làm ý B đây đâu nhé, của cái y bằng sin x trước đã. Đối với y bằng sin x thì nó như thế này đúng không? X bằng 0 thì u bằng 0, nó nhô lên cao nhất là lại 1. Đấy. Đã tương đối thôi.
Tại đây là không, chỗ này vô lên cao nhất là 1, chỗ này tụt xuống thấp nhất là trừ 1. Ở đây là khi bằng pi trên 2 thì sin x bằng 1, khi bằng pi thì sin x bằng 0, nó bằng trừ 1 khi bằng 3 pi trên 2, nó bằng 0 khi bằng 2 pi. Đây là graph, đây là đồ thị của cái hàm y bằng gì? Y bằng sin x. Nhưng cái chúng ta cần đi bằng sin của 2x. Thế thì từ đồ thị của hàm y đây ta có thể vẽ đôi đối xứng với bên này cũng vậy nhá. Đấy. Từ đồ thị của y bằng sin x ta chuyển sang đồ thị hàm y bằng sin 2x bằng cách nào nhỉ? Amplitude của nó vẫn là một, không có gì thay đổi. Cho nên theo chiều rộng nó không bị giãn ra hoặc co lại. Nhưng theo chiều ngang thì chúng ta hiện thấy là y bằng sin của 2x, chúng ta nhớ lại cái công thức hôm trước là y bằng a sin của bx gì cộng với c đấy. Thì cái giá trị b này nó sẽ cho tôi biết là chiều ngang nó như thế nào. Thì chiều ngang của chúng ta ở đây là gì? À, nó co lại 2 lần, đúng không? Đấy, cái b này là cái giá trị để biết co lại, chúng ta đã có cái mẹo như vậy rồi. Thế thì amplitude vẫn thế, ở đây từ y bằng sin x sang y bằng sin 2x amplitude vẫn thế. Giá trị của C như trong trường hợp này là không, có nghĩa đầu thì không bị dịch lên hoặc bị dịch xuống. Ê, chúng ta giữ nguyên cái amplitude, giữ nguyên cái biên độ. Nhưng mà chúng ta thay đổi. À, chiếu vào đây vẫn được gì? 1. Ở đây chiếu vào vẫn được trừ 1. Nếu chỗ này là không thì chỗ này cái chỗ nhô lên cao nhất này không còn là pi trên 2 nữa mà nó ném lại 2 lần, mà thì đang từ pi trên 2 chuyển thành pi trên 4. Nếu ở trên đây chỗ này là pi thì chỗ này co lại 2 lần thì là pi trên 2. Tại cái vị trí nó thụt xuống thấp nhất là trừ 1 đây, đạt được tại x bằng 3 pi trên 2 thì ở đây nó sẽ là gì? 3 pi trên 2, tất cả trừ 2 nữa thì x phải bằng 3 pi trên 4. Tại cái chỗ đó bằng không đấy tương ứng với x bằng 2 pi, tương ứng với 2 pi thì chỗ này tương ứng với x bằng 2 pi trên 2, thế là pi thôi. Tức là co nó lại, ép nó lại 2 lần. Được chưa? Đấy. Thì ta sẽ được cái đồ thị của hàm y bằng gì? Y bằng sin của 2x. Đấy. Nên ta vẽ bằng tay đấy thì nó không thực sự chuẩn xác cho lắm. Ta chấp nhận vậy thôi. Thế thì điều quan trọng là chúng ta phải nêu ra được cách vẽ. Và trong cái hình vẽ đó thì em cần phải ghi chú, ví dụ như chỗ này, cái điểm mà nó nhô lên cao nhất là x bằng 1 này, thì em phải đánh giá trị 1 vào. Và tại đó em phải ghi chú giá trị vi trên x lúc đó bằng vi trên 4 vào. Thì cho dù là ta vẽ bằng tay nó có hơi lệch một chút thì các thầy cô cũng thông cảm cho. Khi mà chúng ta ghi chú vào như thế này thì họ người chấm bài thì đã hiểu là à, mình làm đúng đấy. Chỉ có điều là cái kỹ năng cái tay của mình vẽ nó chưa chuẩn lắm thôi, cái đấy thường là sẽ được thông cảm nhé. Còn nếu mà em vẽ không thôi mà không ghi chú vào thì có thể sẽ bị mất điểm, vì người chấm bài người ta không có đủ căn cứ là có đúng là ông co lại 2 lần hay không, hay là amplitude có đúng là trong trường hợp này nó giữ nguyên hay không. Được chưa? Đấy là cái ý A nhé. Bạn hết chỗ mất rồi, để thầy xóa bảng đã xong rồi ta tiếp với ý B.